Hello mọi người, hôm nay mình mới gieo một cái rò cải mầm đó. Thì cái mầm mình mua cái bịch cải về rồi mình bỏ ra đây một nửa nè, một nửa bịch bịch cải 10.000 đó. Mình bỏ ra đây nửa bịch để mình gieo cái chậu này đó. Thì mình ngâm cái này từ tối qua tới giờ, mình ngâm ba sôi hai sôi ba lạnh đó. Ngâm nước hai sôi ba lạnh bây giờ cho nó nở ra rồi bây giờ mình đi gieo nha. Đó, mình mới gieo sơ đây, mình gieo cái này xong cái lát mình lấy cái đất mình rải lên đó. Lấy lớp đất mình rải lên trên này để cho nó mọc rễ, nó giữ ẩm chứ mình để không này là nó sẽ bị khô, nó lên không có đều. Mình rải lớp thì còn mỏng thôi để cho nó giữ ẩm được cái hạt này nó nảy mầm tốt hơn. Rồi mình đã gieo rồi này mọi người, gieo cái cải này cho nó dày dày tí để nó, khi nó lớn lên nó tong thì nó sẽ cây này tựa vô cây kia. Vì là mình gieo mầm mà đó, mình lấy cái khay đất này coi nè, cái khay này thì mình đổ một lớp đất mỏng ở dưới thôi, mỏng thôi chứ không có cần phải nhiều. Cái này nó lên trong vòng vài ngày là mình sẽ thu hoạch nên không có cần phải đắp cái nhiều. Đó, đắp ở trên cái khúc trên này nè, khúc trên này là mình để trống để cho mình tủ cái này hết, mình che lại cho nó kín bóng, kín ánh sáng ha, cho nó lên cao lên. Rồi khi nào nó lên được cỡ 5 phân á, lên cao được cỡ 5 phân á mình dỡ ra cho bắt đầu lá nó xanh. Chứ mình mà dỡ ra lúc đầu luôn là sky nó sẽ lùn lắm, nó không có cao giống giá. Mình sẽ đậy kín hết lại, sau đó mình nó cao cỡ được 5 phân thì mình dỡ ra, bắt đầu nó vừa lớn và vừa ra lá xanh ở trên, nhưng mà thân nó rất là trắng, nó trắng như cái giá vậy đó. Bây giờ cái này mình mới gieo xong, mình phủ một lớp đất mỏng ở trên này cho nó giữ ẩm cho cái hạt ha. Đây mọi người, mình mới bê nó vô chỗ mát này đó, mình mới bê nó vô chỗ mát tay mình đó. Bây giờ mình rắc một lớp đất thiệt là mỏng phủ lên trên cái hạt này để cho nó còn giữ ẩm được cho cái hạt. Mình dùng cái đất hiệu Tribat nha mọi người, đất sạch mình mua ở ngoài 40.000 một bịch này. Mình trồng nhiều thứ chứ không phải rau này không. Đó, mình đã phủ lớp đất này lên rồi. Bây giờ mình rưới nhẹ miếng nước để cho đất này nó ẩm. Đất nó ẩm giúp cho nảy mầm tốt hơn nha mọi người. Mình sẽ rưới miếng nước nhẹ. Rồi mình đã rưới miếng nước nhẹ rồi. Rưới miếng nước nhẹ thì cái đất nó trôi xuống nó ló mấy cái hạt giống nó lên nè. Không sao đâu, nó vẫn có nửa đất rồi. Đó, bây giờ mình dùng cái nắp xốp này, mình che cho nó kín lại. Đó, che kín lại mình đẩy vô trong cái hầm cái mát này trong bóng tối đó để cho nó lên. Khi nào nó lên cao cỡ 5-6 phân á thì hãy kéo ra để ngoài ánh sáng ha. Rồi mình đã che đậy lại, mình bỏ vô trong cái mát rồi đó, dưới cái tầng rau, bỏ dưới cái tầng rau dưới nữa nó che và mình che đậy. Rồi 2 ngày sau mình sẽ quay lại cho mọi người xem ha. Bye bye mọi người. Mầm này lên được 2 ngày rồi nè mọi người, 2 ngày rồi nè. Mình ủ lại 2 ngày rồi cho nó lên rồi nè. Bây giờ mình quay lại gần cho mọi người nhìn coi nha. Nó đang ra rễ, đang ra rễ, nó bám xuống dưới đất. Một số cây thì lên sớm này đó, 2 ngày nó lên được bao nhiêu này mọi người. Nói chung cái cải mầm này nè thì gieo cỡ 1 tuần là có ăn đó. Mọi người cứ muốn ăn nào thì gieo trước nó cỡ 1 tuần. Rồi để bữa nào mình quay lại nha. Hôm nay là ngày thứ hai của cải mầm đó, và bữa nữa mình sẽ quay lại. Rồi, xin chào cả nhà, hôm nay là ngày thứ 3 mình gieo được cải mầm. Bây giờ mình dỡ ra mình coi thế nha. Wow, mới đây cách có 1 ngày thôi, ngày hôm qua nó còn
mới lu nu hôm nay nó lên rất là cao rồi mọi người ơi. Mọi người thấy chưa, nó lên rất là cao, rất là đều. Cái này mình tủ thêm một ngày nữa cho nó cao lên tí, rồi ngày mai là mình dỡ ra mình phơi nắng. Đó, ngày mai là mình dỡ ra mình phơi nắng cho nó xanh cái lá ở trên. Ngày mai nó cao khả năng là lên bằng cái chậu lên rồi, nên không có che được nữa. Mai nó lên cao bằng cái chậu không che được thì mình dỡ ra cho mình phơi nắng cho cái lá nó xanh và cái thân nó vẫn trắng. Như bây giờ nó còn thấp quá, mình dỡ ra là nó không có lớn được nữa, nó không có cao ra, nó không có giống cái cọng cải mầm. Đó, nó sẽ đứng lại chỗ này và nó xanh lá ra thôi. Nó cao lên rất là ít, cho nên đợi thêm nó cao cao nữa là mình hãy dỡ ra cho nó xanh nó lá nha mọi người. Nói cái này là bữa mình rắc đắt lên á, có một số nó không có đều, nó dày quá nó lên không nổi, nên đợt sau không có rắc đắt lên nữa. Có rắc thì rắc mỏng thôi, còn thấy cái hộp thôi. Chứ đợt này nó có một số chỗ nó dày quá, dày quá nó lên không được, nó lên chậm hơn. Nhìn hấp dẫn chưa mọi người? Rồi mai mình sẽ quay lại nha. Bye bye mọi người. Đây, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày thứ tư của cải mầm mình này nè. Đó, mình gieo được 4 ngày rồi đó. Gieo được 4 ngày nó lên được bay cao này mọi người, lên cao bằng cái thành chậu rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ không đậy nữa, mình sẽ dỡ ra cho nó lá ánh sáng, cho mấy cái lá mầm nó xanh. Mình chỉ đợi 4 ngày này thôi để cho nó cao lên, cái thân nó trắng như là cọng giá đó. Bây giờ mình sẽ dỡ nắp ra để miết cho nó xanh cái lá này. Hôm nay là ngày thứ tư đó nha mọi người. Ngày mai mình để đây, ngày mai mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Lá nó sẽ xanh hết. Rồi hôm nay bye bye mọi người nha. Rồi xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ năm. Ngày thứ năm mình mới dỡ, hôm qua mới dỡ ra một ngày đó. Dỡ ra một ngày thì hôm nay nó xanh hết rồi nè mọi người. Lá nó xanh hết rồi, nhưng mà cái thân nó vẫn là trắng như còn giá đó. Thân nó vẫn là trắng. Nếu mình dỡ sớm quá là nó thân nó lùn lắm. Thì mình dỡ ra rồi mình thấy nó sẽ ngưng cao nữa, nó sẽ không cao được bao nhiêu nữa, nó cao rất là chậm và cái lá nó sẽ xanh đó. Thì khoảng ngày mai nữa là mình cắt ăn được rồi. Mai hoặc mốt gì đó, là mai là ngày thứ sáu, mốt ngày thứ bảy đó là mình sẽ cắt ăn được cái rau này rồi. Thì nói chung rau này ăn được khoảng một tuần, nếu mình để lâu quá cỡ 8-9 ngày đó nó vẫn được, nó lớn, nó sùm xê hơn. Nè, mình quay lại mọi người thấy là ngày thứ năm nè mọi người, mới vừa dỡ ra một ngày, dỡ cái nắp ra một ngày cho nó xanh. Mọi người thấy chưa, nó chưa xanh lắm, nó dỡ có ngày à, nó chưa có xanh lắm, nó còn vàng vàng. Rau mầm đó mọi người, cái cải mầm này là lấy hạt giống từ củ cải trắng á mọi người. Có củ cải trắng và củ cải đỏ. Củ cải đỏ thì cái thân nó màu đỏ, còn củ cải trắng cái thân nó màu trắng. Hạt củ cải á, mình để bữa trước mình để có vài cây cho nó lớn thử á, thì nó vẫn có củ, nó có củ ở củ cải. Rồi khi nào mình thu hoạch mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Hôm nay bye bye mọi người. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay lại thêm một ngày nữa mình quay lại với cái cải mầm này. Thì ngày nay là ngày thứ 6 sau khi mình gieo hạt. Đó, kể từ ngày gieo hạt đến nay là ngày thứ 6 nè. Đó, mình đã mở nắp thùng xốp ra được 2 ngày đó. Hôm qua là ngày thứ 5 thì lá nó còn nhỏ nhỏ. Nhưng đến hôm nay ngày thứ 6 qua một đêm thì cái lá nó phát triển rất là lớn rồi.
rất là xanh và rậm rạp. Đó, mọi người thấy chưa? Hôm qua mình mở ra mình thấy nó xanh xanh, còn vàng vàng. Đó, thì hôm nay nó đã xanh âm luôn rồi và nó rất là dày, rất là rậm rạp. Cái rau này chiều nay mình đi làm về mình sẽ cắt được rồi mọi người ơi. Mình sẽ cắt và cuốn bánh tráng ăn với thịt heo. Đó, thịt heo luộc. Hoặc là mình làm rau sống mình ăn với dưa leo, trộn với dưa leo làm rau sống ăn. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Đây, mình dạch ra cho mọi người coi. Đó. Cái thân này ở phía trên lá nó xanh nhưng mà ở dưới cái thân dưới gần dưới gốc á là nó trắng như giá đó mọi người. Đó, nhìn này mình thấy chiều nay mình cắt mình sẽ cho mọi người xem ha. Chiều nay mình cắt mình sẽ cho mọi người xem. Rồi. Các bạn mọi người nha, chiều nay mình sẽ quay lại mình thu hoạch và mình quay cho mọi người xem. Đó. Cái này mình thu hoạch nó rất là khó bởi vì cải cây này nó xuyên qua cây kia nên nó dính rất là khó thu hoạch. Mình trồng cái này nhiều lần rồi. Đó, thì hôm nay mình mới quay. Rồi bye bye mọi người. Chúc mọi người buổi sáng tốt lành. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay là chiều ngày thứ 6. Sáng mình mới quay đó. Bây giờ mình chiều mình về làm về mình cắt cái này hả? Rau này mình trồng được 6 ngày, mình gieo hạt được 6 ngày rồi. Đó, 6 ngày thì nay là buổi chiều của ngày thứ 6. Đó, mình nay mình sẽ thu hoạch cái rau này nhưng mà mình không thu hoạch hết, mình thu hoạch một ít đủ mình ăn thôi. Đó, bây giờ mọi người xem mình thu hoạch rau này nha, rau mầm, rau cải mầm. Đó, mình quay cái thùng mình trồng rau cải mầm này cho mọi người xem ha. Thùng này là thùng bằng nhựa, người ta gọi là thùng ở ngoài bán là thùng trồng cây thông minh gì đó. Thì ở phía dưới nó có một cái lớp nhựa để nó chắn đất ở phía trên, còn lớp ở phía dưới là nó đọng nước, ứ nước, chứa nước trong đó để rau cải đồ nó đâm rễ xuống đó nó hút có nước, nên người ta gọi là thùng thông minh. Đó, mọi người thấy cái thùng chưa? Này. Thùng này cỡ 40, ngang cỡ 40, dài khoảng 60, đó, găng tay mình 20. Này. 40, 60. Rộng 40 ngang 60 thì đó, cái thùng này là thùng nhựa, thùng người ta gọi là thùng nhựa thông minh. Đó, mình trồng rau này, mình trồng mình gieo được 6 ngày rồi. 7 ngày 8 ngày gì đó ăn cũng được, nhưng mà nay là ngày này là bắt đầu mình thu hoạch được rồi. Thu hoạch từ từ chứ thu hoạch một lần rất là nhiều, bao nhiêu là phải là 2 rổ rau đó. Rồi bây giờ mình cắt rau nha mọi người. Đây mình dùng cái rổ với một cái kéo, mình sẽ cắt từ một cái góc nào đó trước đó, cắt từ từ cắt qua ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt ở cái góc này đó. Nó thưa hơn, cắt dễ hơn. Mình sẽ cắt rau này nha mọi người. Từ đó mọi người đừng có nhổ nha, nhổ rồi nó bám đất, nó phải dơ. Cắt cái này thì nó hơi lâu một xíu nhưng mà nó sẽ nhìn nó rau nó sạch sẽ đó. Cắt này nó lâu lắm, với lại ở trên mấy cái lá này nó đang với lại lá kia đó, lá này nó đang xen với lá kia nên rất là khó cắt. Mình gieo bấy nhiêu cải là nửa bịch cải đó mọi người. Mình mua một bịch về, mình chia làm hai thì mình gieo bấy nhiêu là nửa bịch nè. Một bịch cải là 10.000. Đó, một bịch cải là 10.000 thì mình gieo bấy nhiêu là 5.000 cộng một ít đất nữa.
đắt một bao là 40.000, 40.000 đắt một bao đó thì gieo nó được năm này, năm thùng này 40.000 mà gieo 5 thùng 8.000, 8.000 một thùng, tính ra 8.000 thùng đất, 8 năm 40.000, 8.000 thùng đất cộng lại 5.000 rau là 13.000, 13.000 mà cải bao nhiêu thì nếu mà bán phải 100 mấy ngàn á, theo cái siêu thị nó bán á, thì bao nhiêu phải 100 mấy ngàn tiền rau á, rất là lời. 13.000 cộng lại 6 ngày gieo nữa thì được, qua 6 ngày gieo đó được tiền lời là mấy 100 ngàn tiền lời. Siêu thị nó bán, ai trồng cải mầm bán khá là có lời. Cái gì cái cải mầm này cái thu hoạch nó rất là khó, không có giống như mấy cây kia nó rộng rãi mình cắt nó dễ, còn cái này nó rất là nhỏ mình cắt mà không cẩn thận đó là nó hư hết cải. Để vài bữa nó cao hơn tí nữa. Rồi mọi người đó, đủ rồi. Nãy giờ mình cắt bấy nhiêu á, được bao nhiêu cải nè, cải bao nhiêu là phải 20.000 tiền cải trong siêu thị bán á, bấy nhiêu là 20.000 siêu thị á, siêu thị nó để lớn hơn xíu nữa thì nó nhiều hơn đó. Thì hôm nay mình cũng không ăn gì nhiều hết, mình ăn rau sống thôi. Thì mình cắt mớ cải này mình đủ vô mình ăn rau sống, còn để cái cải kia nó lớn một tí đó, mọi người thấy chưa. Cái thân nó nhiều giá vậy đó, mình sẽ lấy một cái cây mình gàn nó lại để cho nó khỏi có ngã nha mọi người. Cái gì cái mé bên này nè là mình cắt rồi thì nó sẽ trống, nó ngã ra, nên mình cắt tới đâu á mình gàn lại tới đó để cho gió tối gió nó có thổi thì nó cũng không có ngã, nó có cái chỗ đỡ rồi. Rồi hấp dẫn không mọi người? Mọi người nếu thấy hay hãy like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, ủng hộ kênh của mình nha. Mong mọi người chia sẻ và nhấn like ủng hộ cho kênh của mình để mình trồng nhiều rau khác nữa cho mọi người xem. Bye bye mọi người. Rồi chào mọi người, thì cái rổ rau mình mới cắt xuống đây, rửa sạch sẽ và cắt rau sống vô này rồi đó, rất là ngon, rất là hấp dẫn không mọi người đó. Mình mới rửa xong đó, mình bỏ cắt dưa leo vô đây đó, cắt dưa leo đây có vài lá xà lách nữa, lá xà lách mình mới trồng mà đó. Cái này thì cuốn bánh tráng là tuyệt vời mọi người, cuốn với cái thịt là ngon hấp dẫn vô cùng. Đó, hấp dẫn cho mọi người, mình mới rửa tay rửa sạch hết rồi, không có dơ đâu. Hấp dẫn chưa? Rau cải mầm. Hello, xin chào mọi người, hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là ngày thứ bảy của rau cải mầm này, mình gieo ngày thứ bảy đây. Đó, thì hôm qua là ngày thứ sáu mình đã cắt một mớ bên này rồi. Đó, mình hôm qua mình đã cắt một mớ bên này rồi. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, mình lên mình thấy nó phát triển khá bất ngờ, lá rất là lớn hơn rất là nhiều. Đó, hôm qua mình cắt một mớ bên này, mình gạt cái cây lại cho nó khỏi ngã đó. Hôm qua thì nó ngang ngang lại cái lá, bây giờ nó lên cao hơn một khúc luôn. Mà lá thì nó ra lớn hơn nhiều luôn. Cái đất mình trồng là cái đất mình mua ở ngoài tiệm nha mọi người, đất tri bát thì đó, một bao đất tri bát. Mình rưới thêm miếng nước vô này nữa, hôm nay thì nó lên rất là dày luôn á, nó phát triển lên quá trời luôn, lá dày. Mọi người thấy đã không, mới một ngày mà nó phát triển khá là bất ngờ. Nên mọi người cứ canh mà mình gieo hạt để ăn cho nó kịp
Tết hay là những ngày nào bạn muốn ăn á, thì mình canh nó trước đó một tuần bạn làm ha. Đó, mình canh trước đó một tuần là ok luôn đó mọi người. Đó, một tuần cái này là ăn ngon rồi, đừng để nó lớn nữa ra mấy lá non rồi đó. Còn bây giờ chỉ là lá mầm thôi. Ừ, cái lá mầm tốt nhất này, có cái này nó ra lá non nữa này. Đó, mọi người thấy cái lá non chưa? Đó, lớn nữa sẽ ra lá non. Thì cái lá này á, nó sẫm sẫm rất là khó ăn, ăn không có ngon. Ừ. Bây giờ nó lá này nhỏ 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 thì cũng không đến nỗi nào, còn mà lá nó lớn bằng cái lá mầm này rồi á thì ăn nó không có ngon đâu. Nên cái khoảng là 7 ngày này nè là các ăn là tuyệt vời nhất. Ừ. 6 ngày thì hôm qua lá nó cũng còn nhỏ nhỏ, còn ngày hôm nay thì ăn là tuyệt vời. À, đều chưa ra cái lá non, chưa cây nào ra lá non, chỉ có một hai cây thôi. Ừ, thì lá non lúc nó còn nhỏ cũng không đến nỗi nào đâu. Ừ, đừng để cho lá non cái lá thứ ba thứ tư này nè, nó lớn là nó lớn mà cỡ bằng này là ăn hết ngon. Ừ, còn cỡ nhỏ nó vẫn còn ngon, thì ngày thứ bảy là ngày ngon nhất. Ngày thứ sáu thì mấy cái lá mầm này nó còn nhỏ, ăn cũng cũng chưa có nồng lắm. Cái lá mầm nó càng xanh này, ăn nó càng nồng, mình ăn cái cải nó nồng thì nó mới ngon, mới hấp dẫn đó. Mình chia sẻ một ít kinh nghiệm của mình cho mọi người biết ha. Muốn ăn cái mầm thì mấy bạn nên gieo trước đó 7 ngày nha. Đó, gieo trước đó 7 ngày ăn là tốt nhất. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người xem clip vui vẻ, và nếu có gieo cải mầm thì chúc mọi người thành công ha. Bye bye.